lòng niềm tin. Vì ngày xưa có một vị vua rất tôn quý, hiền thánh. Trong một lần xuất tuần đến với dinh, tình cờ thấy một con rồng được vẽ trên một bức tường. Con rồng này giống như con rồng thật, dáng như đang muốn bay, nhưng rất tiếc là cặp mắt chưa được vẽ. Nhà vua liền cầm bút chấm hai con mắt cho rồng. Ngay lập tức con rồng này cử động rồi rời khỏi bức tường bay lên trên. Từ đó Hòa Long Điểm Tinh còn được gọi là Khai Quang Điểm Dạng, gắn liền với việc tập tục truyền thống và mang tính tâm linh của các đoàn dân sinh rồng. Và sau đây xin được trân trọng kính mời bà Lương Kim Hoa, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng kính mời bà Huỳnh Ngọc. Và chúng ta cũng thấy rằng là các chú lân của chúng ta cũng đã dần dần có sự sống tiếp tục để có thể mang đến một không khí xuân tràn ngập trong chương trình Hội Đẹp Hoa Mừng Xuân Canh Tí 2020. Thật nhiều thành công và thắng lợi.